là nhiều lăn nhiều kín, bây giờ leo lên. Dạ. Xong. Khoan hỏi xong mình leo được sao? Leo như khỉ. Nguy hiểm. Thôi. Trời ơi, không có thể đâu. Từ vực sâu tôi cầu xin Chúa ơi. Đây cái rất nhiều cây miền kín nhá. Này còn có thêm một cây quế tím nè. Lan sóc lào này. Wow, đẹp quá. Cái những bọn cây xanh xui này thì lan chúng ta sẽ rất phát triển. Ngoài này thì đây là lan quế tím luôn. Lần kia là lan len. À, quế tím này. Wow, quế tím. Và những dụng giáo hương quế tím hồng sắc này thì mọc ra những cái rừng khộp. Rừng rất là thưa. Nắng nhiều. Thì khi mà nắng nhiều thì cây chúng ta nó cứ lá cứ màu đốm đốm tím. Oh.